Chúng ta quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 6, lớp 8 Right On. Hôm nay chúng ta tiếp tục với unit 6, CP, grammar, ngữ pháp, tiếp tục với câu tường thuật report the speech. Trong video trước thì chúng ta đã nói về câu tường thuật rồi. Hôm nay chúng ta tiếp tục nha với cái quy tắc khi chúng ta chuyển từ câu trực tiếp sang gián tiếp thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải lùi thì, chúng ta phải chuyển những cái từ chỉ thời gian nhé. Ví dụ now thành then, today thành that day, tonight thành that night, this week thành that week, tomorrow thì chuyển thành the next day hoặc là the following day. Cái gì đấy? Tomorrow thành the next day hoặc là the following day, next week thì chuyển thành the following week, hoặc là here thành there, this thành that, this thành đâu. Và quy tắc lùi thì của chúng ta như sau: thì hiện tại đơn chuyển thành quá khứ đơn, thì hiện tại tiếp diễn chuyển thành quá khứ tiếp diễn, am I going to chuyển thành what were going to, mode verb như là can chuyển thành could, will chuyển thành would, must have to chuyển thành had to. Ví dụ chúng ta coi ví dụ: I like this film, she said. Cô ấy nói rằng tôi thích bộ phim này, thì chúng ta chuyển thành câu gián tiếp như sau: she says that she liked that film. Hoặc là câu thứ hai: I'm reading thì chuyển thành he was reading. Rồi we are going to chuyển thành they were going to. Câu dưới đây: tôi phải ăn những đồ ăn đặc biệt trong vũ trụ ngoài không gian. Anh ấy nói như vậy thì chúng ta chuyển thành anh ấy nói rằng he had to eat special foods in space. Ok, chúng ta xuống bài số 4. My father is an astronaut. I saw you train. Bố của tôi là một phi hành gia. Tôi nói với train như vậy. Chúng ta chuyển sang câu gián tiếp như sau: I told train. Tôi nói với train rằng bố của tôi, my father, ở đây my vẫn giữ nguyên, my father. Lùi thì như sau: hiện tại đơn chuyển về quá khứ đơn, và ở đây y chuyển thành was an astronaut. Ok, câu số 2: I want to see a rocket go into space, she told me. Cô ấy nói với tôi là tôi muốn nhìn tên lửa bay vào trong không gian. Thì she told me. Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy muốn, she wanted. Chúng ta lùi thì chuyển về quá khứ đơn bằng cách thêm ed vào cái từ want. She wanted to see a rocket go into space. Okay. Number 3. Robert says, I don't enjoy watching films about space travel. Tôi không có thích xem những bộ phim về vũ trụ, về du hành vũ trụ. Ok, chúng ta chuyển sang câu gián tiếp. Robert nói rằng, Robert said that, he, chúng ta lùi thì, didn't enjoy watching films about space travel. Câu số 4, they said we're preparing dinner now. Họ nói rằng chúng tôi đang chuẩn bị bữa tối. Đây là thì hiện tại tiếp diễn, chúng ta sẽ chuyển thành quá khứ tiếp diễn. They said that. Bọn họ nói rằng, bọn họ đang, thì chúng ta chuyển cái we thành they, và were chuyển thành a chuyển thành were. They were preparing, đây là thì quá khứ tiếp diễn. Dinner now chuyển thành then. Ok, câu số 5. The teacher told us, giáo viên nói với chúng tôi, an astronaut is coming to our school tomorrow. Một phi hành gia sẽ đến trường của chúng ta vào ngày mai. Vậy chúng ta chuyển thành câu gián tiếp như sau: the teacher told us an astronaut is coming thì chuyển thành what's coming to trường của họ. Ok, our sẽ chuyển thành their. School tomorrow chuyển thành gì? Tomorrow chuyển thành the following day. Ok, number 6. I must do my homework about the solar system tonight, says Luke. Luke nói rằng tôi phải làm bài tập về nhà về hệ mặt trời vào tối nay. Thì chúng ta chuyển thành câu gián tiếp như sau. Luke nói rằng anh ấy, chúng ta chuyển I thành anh ấy, và cái từ must chúng ta phải chuyển được quá khứ là had to do.
his, my phải chuyển thành his homework. About the solar system that night, cái từ tonight chúng ta phải chuyển thành that night. Number 7, câu số 7 chúng ta thấy đây là thì gì? Đây là thì tương lai gần. We are going to visit, thì tương lai gần. Thì tương lai gần chúng ta chuyển thành tương lai trong quá khứ như sau. Cái động từ A chúng ta chuyển thành were. Và đây này, Margaret nói rằng chúng tôi sẽ đi thăm một cái bảo tàng vũ trụ vào chủ nhật tuần này. Thì chúng ta viết như sau. Margaret nói rằng bọn họ sẽ đi thăm, we're going to visit a space museum. Museum, did trở thành that, Sunday. Number 8, chị gái tôi nói với tôi rằng I won't learn about space this year, tôi sẽ không học về vũ trụ vào năm nay. Vậy chúng ta sẽ chuyển thành tương lai trong quá khứ. My sister said to me, she wouldn't, tương lai trong quá khứ là would, will trở thành would, wouldn't learn about space that year. Rồi chúng ta qua bài số 585. Ủa mày đang nói gì, thu âm vô sao? Ok, bài số 5 của chúng ta đó là chúng ta sẽ thì thầm với một cái câu với một học sinh để trong cái nhóm. Sau đó thì học sinh này sẽ tường thuật lại cái lời nói đó với học sinh khác trong nhóm. Ok. Ví dụ như I like film about space. Tôi thích bộ phim, những bộ phim về không gian vũ trụ. Thì bạn B nói anh ấy nói rằng, hoặc là cô ấy nói rằng, anh ấy hoặc là cô ấy đây thích phim về không gian, tức là chúng ta tường thuật lại lời nói. Rồi ví dụ câu A, my favorite planet is Mars. Cái hành tinh yêu thích của tôi là sao hỏa. Thì bạn B bạn tường thuật lại là he says that his favorite planet was Mars. Bạn C nói I want to go to the moon, tôi muốn đi tới mặt trăng. Thì bạn D bạn tường thuật lại là he says that, anh ấy nói rằng, hoặc là cô ấy nói rằng, she says that he wanted to go to the moon. Anh ấy muốn đi tới mặt trăng, hoặc là cô ấy muốn đi tới mặt trăng. Và đây là cái bài số 585.